Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Mỹ. Năm nay mình 16 tuổi và chiều nay mình vừa mới đọc phỏng vấn visa đi du học Mỹ. Thì sau cái đợt phỏng vấn này mình rút được một số kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Mình đã được trung tâm du học trực tân Đại Dương tư vấn về hồ sơ và về cách vô phỏng vấn như thế nào. Mình được chị An và anh Khôi tư vấn. Chị An thì đã giúp mình sắp xếp hồ sơ rồi đã giúp đỡ mình trong cái việc mà tư vấn là chọn trường nào rồi chọn nơi ở, trả lời câu hỏi như thế nào. Còn anh Khôi thì rất nhiệt tình, tận tâm bày mình các câu hỏi thường ra khi mà người ta vô đó phỏng vấn. Và anh còn dạy thêm về cách nói tiếng Anh rồi sửa cái bài tiếng Anh. Thì mình thấy anh Khôi và chị An là người rất là tận tâm và rất là thân thiện với mọi người. Thì mình rất là hài lòng khi làm cái hồ sơ du học ở trung tâm Tân Đại Dương. Thì một số kinh nghiệm mà mình thấy được khi mà đi vào phỏng vấn thì mình thấy là tốt nhất thì mình nên mặc trang phục lịch sự một chút. Không nhất thiết là phải mặc vest mặc gì, nhưng mà ít ra thì cũng phải lịch sự khi đi vào cái chỗ phỏng vấn, thì nó sẽ tạo điểm ấn tượng hơn cho người phỏng vấn mình. Thứ hai là lúc mà vô thì cũng đừng có run quá, vì nếu mà mình run, mình không tự tin thì mình bị đánh rớt rồi. Vô phỏng vấn thì các bạn nên nhìn thẳng vào mắt của người lãnh sự quán và họ nói gì thì nên trả lời to rõ, chứ đừng có trả lời nhẹ nhàng quá thì nó sẽ nghĩ là mình không tự tin, mình lúng túng, mình giấu giếm nó cái gì đó nên mình mới phải trả lời nhỏ để nó không có nghe. Thì mình phỏng vấn phải 2 lần mình mới đậu, tại vì lần thứ nhất thì trước đó chị mình đã phỏng vấn 1 tháng. Lần thứ nhất mình vô phỏng vấn thì gặp ngay người mà phỏng vấn chị mình nên lãnh sự quán đã đánh mình rớt. Thì thực sự là sau cái buổi phỏng vấn này đậu thì mình cũng rất là vui, bởi vì mình nghĩ là hai chị em mà đi một lần thì nó sẽ khó cho đậu, nhưng mà chị mình phỏng vấn lần đầu tiên đã đậu, mình phỏng vấn lần thứ hai thì cũng đã đậu rồi. Nên mình nghĩ các bạn là trung tâm Tân Đại Dương là một nơi mà đáng tin cậy, có trách nhiệm, và thực sự là nếu mà các bạn muốn đi du học làm hồ sơ ở trung tâm Tân Đại Dương thì sẽ rất tốt cho các bạn. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho tất cả các bạn. Xin chào.